Thưa quý vị, dù được cảnh báo nhiều, nhưng tình trạng người điều khiển mô tô xe gắn máy tự gây tai nạn giao thông trong thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng, diễn biến ngày càng phức tạp. Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại đường Bình Giã, thành phố Vũng Tàu. Hai thanh niên đi trên xe máy, khi đến đoạn đường trước nhà số 200, người điều khiển phương tiện không làm chủ tay lái khiến xe máy lao lên vỉa hè. Hậu quả là cả hai tử vong. Trước đó, lúc 23 giờ ngày 10 tháng 5, trên đường Phạm Hồng Thái, phường 7, cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông tự gây khiến hai người trên xe máy tử vong tại chỗ. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, chỉ trong tháng 7, thành phố Vũng Tàu đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông tự gây, làm chết 4 người. Cái số lượng là tai nạn giao thông, cái độ tuổi thì từ là 25 cho đến là 40 thì đa số là chiếm tỷ lệ rất cao. Mà cái số lượng của người là chết thì do cái tai nạn tự gây. Cái thời gian là từ là 22 giờ cho đến 4 giờ sáng là rất là nhiều, thường là xảy ra tai nạn và dẫn đến chết người. Để giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông tự gây, góp phần làm giảm tai nạn giao thông, các cơ quan chức năng đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh kiểm tra xử lý tốc độ và vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn không ít người tham gia giao thông dường như vẫn quá bàng quan với sự an nguy của chính mình.